Xin chào các bạn. Để giúp những cây hoa lan mua về, cây sẽ được phát triển nhanh hơn trước khi chúng ta trồng lại. Hôm nay mình chia sẻ một phương pháp rất đơn giản để những cây hoa lan luôn phát triển xanh tươi tốt, những chiếc rễ khỏe mạnh, giúp cây phát triển rất nhanh. Đó là sự kết hợp giữa sữa tươi không đường. Nếu thừa đi, các bạn đừng vội bỏ. Và những vỏ chuối. Trong vỏ chuối có chứa rất nhiều vitamin B6, B12 và các khoáng chất như là kali, phốt pho, magie, canxi. Rất tốt để giúp cho những cây hoa phong lan phát triển rất nhanh. Chúng ta sử dụng 3 vỏ chuối. Các bạn cho vào 350ml nước đun sôi. Đậy kín và để nguội. Khi hoa lan mua về, các bạn đừng vội trồng ngay. Chúng ta hãy đặt ở nơi mát, thoáng gió trong một tuần, không tưới nước. Những chiếc lá có thể bị vàng và héo lại. Những chiếc rễ bị khô. Nhưng đây là cách tốt nhất để giúp cây thích nghi với môi trường mới được nhanh. Và cũng là cách để giúp cho cây không bị nấm và các vi khuẩn. Khi chúng ta làm điều này, những chiếc rễ sẽ luôn được khỏe mạnh. Đến giai đoạn này, các bạn cần tưới một lượng nước chỉ vừa đủ ẩm cho cây. Mình chia sẻ cách chăm sóc những chiếc lá này bằng hai cách khác nhau. Cách thứ nhất, các bạn hãy sử dụng một thìa sữa tươi không đường. Và hai thìa nước. Sau đó hãy dùng nước này. Chúng ta lau lên các chiếc lá. Sẽ cung cấp các vitamin và dưỡng chất đầy đủ cho cây. Cách thứ hai là các bạn hãy tận dụng phần trắng của vỏ chuối. Chúng ta sẽ lau lên những chiếc lá này. Đây là cách đơn giản, nhưng để giúp cho những chiếc lá luôn khỏe mạnh. Khi nước đã nguội, các vitamin và dưỡng chất đã được hòa tan vào nước. Các bạn có thể để nước này trong 24 giờ để giúp cho dinh dưỡng được nhiều hơn. Cho thêm nước vào để đủ 1 lít.
sau đó hãy tưới vào gốc của cây. Các bạn thực hiện điều này 15 ngày một lần. Trong vỏ chuối rất giàu đạm và có chứa tannin, lưu huỳnh hữu cơ, sẽ giúp cho cây kháng khuẩn khử trùng và khuyến khích các vi sinh vật có lợi trong chất trồng phát triển. Chúng ta lại tiếp tục đặt cây ở nơi mát và có ánh sáng. Còn trong những ngày thường, các bạn chỉ dùng nước để chúng ta tưới vừa đủ ẩm và chỉ tưới khi chất trồng vừa khô. Với cách làm này, sau một tháng, những chiếc lá đã xanh và rất khỏe mạnh. Những chiếc rễ đã phát triển được tốt hơn. Như các bạn đã thấy, mình đã không bỏ những chiếc rễ bị hư ra khỏi cây và vẫn để nguyên. Đến giai đoạn này, chúng ta sẽ loại bỏ những chiếc lá khô để trồng vào chậu mới. Những chiếc rễ sẽ được khỏe mạnh hơn với cách làm này. Những chiếc rễ bị hư đã sống cùng một môi trường với những chiếc rễ khỏe mạnh, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của những chiếc rễ này. Đây là kết quả rất tuyệt vời. Đến giai đoạn này, các bạn chỉ cần gỡ bỏ một ít rêu ra khỏi cây. Chúng ta chừa lại rêu này để giúp cây giữ ẩm. Dùng một ít vỏ thông cho vào đáy chậu. Chúng ta không được lấp phần này. Sau đó tưới nước vừa đủ ẩm cho cây. Và sử dụng nước này tưới vào gốc của cây. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.